Trần Hùng xuống xe để tôi coi. Trên xe là đồng sự của tôi. Anh nói cái gì? Trần Hùng không tới. Hắn chờ anh trong văn phòng của tôi. Thế tôi về gặp hắn đi. Đừng có nói thêm. Không gặp Trần Hùng tôi không thấy ông về. Anh chạy không thoát đâu. Chúng tôi đã bao vây rồi. Để dám kêu ông tới đây tôi đã có chuẩn bị. Tôi không muốn bạn của tôi gây hại tới ông. Thằng Hùng đã chết rồi. Không thể nào. 8 năm trước nó bị xe đụng. Cái xác đã cháy thành than. Hắn hôm qua đã gọi cho tôi. Tôi cũng nhận ra tiếng của hắn mà. Nếu thật sự vô tội, theo tôi về đi. Tôi giúp anh. Tôi khẳng định hắn chưa chết. Ông kiếm được hắn tôi sẽ đi tự thú. Thank you.
Trước khi lực Kinh Tô, tôi là tổ chức lính cố dùng. Người hậu tuyển bị ám sát, cho nên chánh đảng của bọn ổng đã mướn chúng tôi đi điều tra hung thủ giết ổng. Người hậu tuyển không phải là tôi giết. Tôi biết, nếu như anh giết thì anh không điện thoại cho cảnh sát đâu. Anh đã bị lôi cuốn vào. Sao anh biết tôi gọi cho cảnh sát? Tin tức của chúng tôi anh không cần biết. Tóm lại anh là người gì, tại sao lại bị ở tù, chúng tôi cũng biết rất rõ ràng. Tôi tin rằng anh sẽ hợp tác với chúng tôi để tìm ra hung thủ, rửa thoát tội trạng. Mục tiêu của mình như nhau. Anh giúp chúng tôi cũng như là giúp anh vậy. Tôi không có hại anh đâu. Tôi cần thời gian suy nghĩ. 24 tiếng đồng hồ đủ chưa? Bây giờ tất cả toàn thế giới này đều cho anh là tội phạm quốc tế. Anh nên cẩn thận. Chỉ cần anh không chết, chúng tôi cũng có khả năng cứu anh. Tại sao cô chụp hình giùm ảnh? Anh muốn tôi giúp ảnh chụp lại chứng cứ lúc mà hai người gặp mặt. Cô bộ cô không phải là con tin đơn giản. Nếu xã tạp chí của cô không báo cảnh sát, cô có báo cảnh sát không? Không phải là tôi đang chờ không không hay sao? Alo. Alo, Annie hả? Thằng Dương đi. Anh sao hả? Tôi muốn biết được anh Mát đã xuất cảnh chưa. Bạn của anh hình như là đi du lịch Hồng Kông rồi. Hả? Anh đã qua Hồng Kông. Anh Paul à, tôi đang chờ không không ở